Làm gì 2 tiếng rồi hãy lấy ra, khi nào nước bọt ra thì lấy bông gòn thấm rồi. Với lại lúc mà tháo cái máng tẩy ra thì chú đánh răng súc miệng kỹ, với lại chà 2 cái máng giữ lại để mốt không sử dụng nữa. Rồi vậy nếu nó có ê, nó hơi ê thì chú hạn chế uống nước nóng với lại uống nước lạnh, ăn đồ nóng lạnh là nó ê một hai ngày là nó bình thường thôi. Rồi.